Thứ nhất là chú xác định là cái cành của chú là nó bị lép hướng nào. Tại vì thường là chú thấy á, khi mà cái cây có muối á, cho tỉ cái cây có muối đi, nó bị vàng, vàng cái nhánh này, thì chắc chắn là rễ ở dưới. Rễ nó nằm bên này. Dạ, thì rễ dưới nó bị hư. Nghĩa là có sự tương quan giữa rễ ở hướng đó với lại cái cành ở trên là nó dính chặt với nhau. Thì cái đó là đó. Còn cái trường hợp này á, là chú thấy là nó bị lép hướng này. Bây giờ là mình thử môi coi nó có bị cái vấn đề gì rễ không. Nếu mà có vấn đề gì rễ thì đi hướng này lép đi. Có vấn đề gì rễ á, mà nó không bị thối á, thì bắt đầu là chú tưới hướng này, kích rễ hướng này. Còn nếu mà nó bị thối á, tại vì nó thường có nhiều nhân, mà thường là những nguyên nhân xấu thì nó không phát triển hướng đó. Còn nếu mà không bị thối á, là bắt đầu là chú bắt đầu đào từ ngoài mô nè. Chú trồng. Khi nào mà đụng rễ á, thì chú ngưng. Còn mặt từ đây tới đây á, là chú xới nhẹ lên. Cái mục đích nó làm gì á, thường á, là rễ không phát triển được á, đa phần á, là do cái tình trạng mà đất mình nó bị lèn hoặc bị phèn đó. Khi mà chú xới như vậy á, là nó tạo cho điều kiện thông thoáng nguyên cái khu vực đó, thì rễ nó sẽ phát triển tốt hơn. Khí rồi. Dạ. Cái thứ hai nữa là cái về vấn đề mà cách bón phân á, thì thông thường á là nếu mà chú thừa ở đây chú tưới quả nước tưới nha. Quả nước tưới á là nó rất là khó đối với đoạn cây con. Tại vì khi mà chú hòa tan với nước chú tưới á là nghĩa là phân nó sẽ phân tán đều. Khi mà phân tán đều á, cái nồng độ nó cũng đều luôn, thì nó sẽ không có kích rễ nó phát triển. Với lại là tại vì nó phân nó đều quá, nó đâu cần thiết phải bò cái sao nữa. Cho nên á là chú bón á đối với cây còn nhỏ, thậm chí ngay cây lớn á là chú sẽ rễ sẽ tốt hơn. Cho giả tỷ là hồi nãy nói á, tán này lép đi, nếu mà chú xác định không được rễ thì sẽ chú cho ưu tiên khúc này chút xíu. Nhưng mà thường á là nghĩa là ưu tiên cái tán lép, thứ hai á là rễ. Thường là cái tán cây ở đây nè, hình chiếu của tán cây thì nó nằm như rễ thường mọc từ đấy đây nè, thì bắt đầu là mình gãy 1/2 tán cây. Tán cây trên đây thì gãy 1/2 tán cây ra đây nè, mình gãy ở đây 1/2 tán cây ra ngoài thì gãy ít, ngoài đây thì gãy nhiều, nhử rễ cho nó bò ra. Tại vì khi mà rễ nó phát triển tới đâu thì tán chú sẽ bự ra đó. Còn nếu mà chú tưới đều hết thì nó đâu có nói chung là nó cứ nằm trong mô rồi nó không có ra. Nguyên tắc là vậy đó. Thì tóm lại là nếu mà chú có điều kiện, chú có thời gian á, thì chú nên cho chú gãy bằng tay để cho nó kích rễ, chứ mà tưới nước thì nó rễ nó không phát triển tốt được. Như mình lấy cái xuống mình xới lên vậy này cho nó tơi xốp đất lên. Dạ. Nhưng mà chú xới một lần thôi. Với lại cái khi mà chú gãy phân á, là chỉ chú nữa là chú bật cái bét tưới này nè, là chú cho nó ướt trước cho nó thấm xuống dưới đây nè. Mục đích thấm gì á là cái cho rễ của chú á là nó bị no nước, nó sẽ không có bị tình trạng mà cháy rễ. Tại vì bình thường để khô mà chú tưới là nó bị cháy rễ đó. Sau khi mà chú làm vậy là khoảng chừng 10 đến 15 phút á, sau bắt đầu chú gãy. Khi mà cái mô này mà nó còn dính nước á thì là gãy là phân dính. Còn nó khô vậy là chú gãy là khi mà tưới nước bét lên á là nó trôi. Thì như vậy đó. Nhưng mà đất chú hiện tại xốp nè. Xốp, nhưng mà do chú cái cách mà khi mà chú tưới phân á, là nếu mà chú tưới nồng độ cao á nó sẽ rất dễ bị cháy rễ. Còn nếu mà chú tưới cách cây con thì nó đâu có đụng rễ chính trong. Với lại thứ hai là tuyệt đối là không được tưới dính vô cô rễ nè. Dính vô cô rễ là bị thối à. Phân tại dùng rễ này là dùng mấy? Dùng rễ cảm đó. Dùng rễ. Nghĩa là chú qua nước tưới chắc chắn là nó vô dùng cô rễ à. Thì là cách đó đó. Thì chú có làm như con đi rồi cái gì con sẽ đặt cái giường này là trình diễn, con sẽ hỗ trợ chú. Chú hỗ trợ chú miễn phí chứ không có tiền bạc gì.
tưới hổng đâu tiêu không, không đâu nhớ nói trời nhỏ luôn mẹ tưới mẹ. Ngày tưới cái sản phẩm gì của Thái không hả? Ừ. Ủa mày thấy cái vườn này so với cái mấy cái đợt trước mày ghé mày thấy sao chưa? Thì hổng ổng ổng nói là tưới cái thằng chanh lá thun vitamin đó tưới được hình như là ngày nay hình như ngày 22 gì thôi. Sâu à? Hổm hổm ông chủ vườn ông nói tôi là định đốn bỏ hết mấy cây rồi đó, nản á, mấy cây bưởi nè, ruby nữa. Ông nói riết kìa, tôi nghe tôi thấy nó muốn sót luôn. Bởi vì giờ tôi quyết định làm cái vườn này trình diễn luôn, ghé thường xuyên ủng hộ ổng. Có gì ổng có bạn bè con nữ đâu đó gả cho tao mày. Mày là mày giúp người ta thì người ta cũng cũng mừng may lại mày. Hỏi cây này vẫn còn xi nè trời. Cái cây này vẫn còn xi nè. Ờ cây bị cắm mày có tưới thêm cái thằng Thái ha. À. Bị ghẻ quá với bị sâu xịt không đúng bài. Để chút chỉ cho cách tưới phân. Ông lá bưởi mà để sâu vậy là sao không có được. Ông để chút đo rồi. Tôi nghĩ là cái hướng đây nè, ông phân nhiều nè. Và hướng ở đây là phân ít nè, hoặc là nó bị vấn đề nè. Hoặc là do cái hướng mặt trời nữa. Để coi lại. Hả? Sâu rồi đó. Ôi sao sâu dữ mày? Tại ông để sâu quá, ông xịt không đúng thuốc chứ sao. Cây bưởi ruby này nó chứ nó khó trồng lắm á, chứ không phải giỡn. Bưởi mà để sâu ăn lá vậy thì xịt phải đúng thuốc mới nhú nhú là bắt đầu là xịt rồi. Không mà xịt không có đúng thuốc xịt nó để thuốc sâu xịt đâu. Không có tưới hay lá hay bóng giỡn không? Ừ. Chứ. Thấy cây ghim là tưới phân ha. Thấy gà lá cũng đẹp mà bị sâu quá rồi. Ăn rụng bún lỗ. Để chị. Để giúp chị ông kỹ thuật bón phân. Bởi giờ ông nói đúng mấy cái vườn này ông định bỏ luôn mà. Nhưng mà ông nghĩ vườn này còn cứu được. Làm đúng kỹ thuật phải là cứu được gì. Hai ra đọt rồi thấy không? Ừ. Được. À cho thuốc sâu không đúng. Trong cái mùa nhóc. Đã xịt dữ lắm rồi. Không lỡ xịt thuốc dữ lắm rồi, xịt đâu có đúng bài đâu. Hình như cảnh đây cũng đẹp rồi à, nhìn thơm không kia luôn hả à? Ừ đây thì để mai mốt ổng làm vườn này nổi lên rồi cái ổng mùa mai tôi con ghế mới. Mà tôi nghĩ chắc vợ tôi không phát hiện đâu ơi. Cái gì để kêu ổng mùng mai với ông thêm ghệ nữa. Cây này cũng được. À, thấy chết cũng một số cây này. Cái đường cái cầu sao cho tao chúng qua mày. Qua rồi rớt cái điện thoại ngồi nó khóc luôn á.
Cây này yếu. Ui trời ghê quá, ai dám qua. Ôi thôi thôi, tao chạy Dương ơi, cái cầu này tao chống qua mày.